Xin kính chào các bác. Buổi chiều ngày hôm nay em Dũng đang dọn dẹp cũng như sắp xếp những cặp loa Nhật, những cặp loa rất là chất, vừa nghe vừa hát được. Và đây là những chiếc lọc xì của Hàn Quốc. Hôm qua em có đặt, em có livestream và hẹn các bác là buổi ngày hôm nay em sẽ test cũng như là báo giá các bác. Có một số chiếc DBX nó rất là rẻ, các bác chơi luôn. Đó. Thì buổi chiều ngày hôm nay đây anh em đang gói những cái chiếc âm ly cũng như là những cặp loa đó các bác đặt ngày hôm qua. Thì các bác thông cảm cho em nhé, cái tiếng nó sẽ hơi lẹt quẹt bởi vì quay tranh thủ quay ngay lúc mà anh em đang gói hàng các bác, bởi vì là khách trong nhà rất đông các bác ạ. Đó. Khách trong nhà các bác đến mua hàng rất đông nên bọn em cũng không thể nào bọn em vào trong nhà để quay được. Nên các bác thông cảm cho em. Đó các bác, ví dụ như đầu video các bác nhìn thấy ạ. Những cặp loa Nhật Bản mà thời điểm bây giờ nó giá nó quá tốt các bác nhá. Những cặp như thể D77, cái dòng tiền tố 2 số này, 7766 này các bác. Ngày trước giá nó toàn 77X này, 77X và 772X các bác nhá. Nó toàn trên 10 triệu một cặp. Bây giờ nó có 7 triệu rưỡi rồi, cặp này em để các bác đẹp như này, có 7 triệu rưỡi rồi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Và để các bác giá chỉ 7 triệu rưỡi căng đầy đủ luôn. Đó, rất là rẻ luôn các bác nhá. Đó. Cái chiếc âm ly em đang chơi vào các bác ạ. Chiếc âm ly đang chơi vào là 333ES này các bác. Chiếc âm ly này thì bình thường nó khoảng độ 4 triệu. Thế nhưng mà nó bị mất cái mặt dưỡng nút này các bác nhìn này. Nó vẫn dí như bình thường các bác nhá. Đây, em bật lại này các bác. Đó, đợi lúc nhảy dây le. Bên bật lại nhảy dây le sẽ kêu các bác. Thì nó bị mất cái mặt dưỡng này, các bác có thể chế bằng một cái miếng nhựa hay là miếng gỗ gì sơn màu đen vào đây. Nhưng nói chung là em sẽ bán các giá thành lý các bác nhá. Nó mất cái nút, mất cái mặt dưỡng này các bác ạ. Nó hơi xấu, vẫn là về khéo tay tự chế các bác. Để các bác giá 2 đồng rưỡi thôi. Một con đi hơn 200W, 8 sò các bác khủng luôn. Tụ xanh đỏ, chất lượng luôn, 4 tụ nguồn. Hoặc 4 tụ nguồn khủng. Con này thì chuyên chơi những cái loa này rồi các bác, đánh cực kỳ lực, càng bơm to càng lực các bác nhá. Càng bơm càng lực các bác ạ. Đây này. Quánh rất lực các bác nhá, đẹp lung linh. Con này có một nút gọi là nút đây các bác. Đây các bác, tần số bát các bác nhá. Đó, tần số chép này các bác, rất là hay các bác nhá. Đó. Đấy các bác, một bộ này cái âm ly 2 triệu rưỡi, cái loa bây giờ nó có 7 đồng rưỡi D77X này thôi. Giá quá rẻ các bác nhá, bình thường nó khoảng 9 triệu rưỡi, 10 triệu rưỡi. Bây giờ thì có 7 đồng rưỡi thôi. Video clip này, video clip em dọn kho các bác nhá, giá rất rẻ luôn. Cả bộ này có 10 triệu các bác ạ, quá ngon rồi. Ngày trước phải 15, 16 triệu bộ này. Quá ngon các bác nhá. Tất nhiên có thể ghép vàng vừa nghe vừa hát được các bác. Đó. Còn qua đây. Đấy, tiếp tục cái dòng 77 tiếp, nhưng nó là 77Z của Diatone. Đó. Những cái mẫu này thì thật sự các bác chơi cực kỳ ngon luôn. Em có hai cặp đây luôn đó. Hai cặp đẹp xuất sắc luôn. Đó, ấy căng đầy đủ. Đẹp lắm các bác. Đó các bác nha, các bác thông cảm cho em là sẽ hơi lệch quẹt anh em đang đóng hàng các bác. Đó, bây giờ cũng là tầm khoảng 4 giờ, 4 rưỡi chiều rồi. Em cũng muốn đợi khách về hết để em quay. Nhưng mà khách đến nhà liên tục nên em cũng không thể nào em có một không gian nó yên tĩnh để quay. Nên các bác thông cảm cho em các bác nhá. Em quay nhanh ở đây thôi. D77Z này. Đây này, ở sân này có mấy cặp loa để các bác giá rất rẻ luôn các bác này. D77Z vừa nghe vừa hát bát 30 màng carbon, bát 32 luôn các bác, gần zin nguyên bản các bác. Đánh uy lực luôn các bác nhá, D77Z này. Ngày trước đôi này cũng toàn 11 triệu, 11 đến 11 triệu rưỡi các bác nhá. Thời điểm rẻ lắm khoảng 9 triệu rưỡi. Bây giờ để các bác giá 7 triệu đồng rồi các bác. 7 triệu đồng một cặp loa này khủng luôn các bác ơi, quá khủng các bác nhá. 230W một thùng các bác. Vế trái phải RL đầy đủ luôn. Đó, đối xứng luôn, ấy căng đầy đủ các bác. Quá rẻ các bác nhá. 7 triệu đồng D77Z rồi các bác ơi, thùng vàng siêu đẹp luôn. Đó, cặp thứ hai đây cũng như thế luôn, 7 triệu đồng thôi các bác nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt các bác ơi. Đó. Tiếp tục các bác nhá. Bác nào đang thích kiếm bát 30 nhưng mà lại phải rẻ, chưa đến 6 triệu đồng. Em nói này, các bác nhìn thấy những cái mẫu loa này, các bác nhìn thấy sướng của các bác ạ. Chưa đến 6 triệu đồng mà bây giờ các bác có thể mua được một cặp loa bát 30 mà còn chép điện, lại còn nghe nhạc chất lượng luôn. Đấy các bác. Cặp mà đầu tiên là cặp Đờ Nông 106. Đó. Cặp thứ hai là Zero 5 5 các bác ạ. Đẳng cấp luôn các bác nhá. Bát 30 màng gân ngược các bác ơi. Đánh cực lực luôn, mềm nhũn này các bác nhìn thấy ạ. Đánh cực kỳ lực luôn các bác nhá. Con này chép điện các bác. Thay vì các bác bỏ ra mười mấy triệu để mua 180A thì đây các bác nhá, sự lựa chọn thông minh. Bây giờ có 5 triệu rưỡi rồi, ngày trước toàn 7 triệu rưỡi, 8 triệu các bác. Giờ có 5 triệu rưỡi, đẹp góc cạnh như này xuất sắc các bác nhá. 5 đồng rưỡi rồi, thùng màu gỗ kiểu dạng óc chó các bác, rất đẹp các bác ạ. Đấy,
giá 5,5 đồng thôi, ấy căng đầy đủ các bác nhá, một cặp đây. Đó, đường tuyến loa là khỏi phải đẹp, khỏi phải nghĩ luôn các bác nhá, đẹp khỏi nghĩ luôn các bác. Em để các bác giá có 5,5 đồng thôi, đôi khi tháo cái đường loa chung, loa chép, loa bát ra bán còn khi còn hơn tiền các bác. Nếu mà bán lẻ các bác nhá, bán phân tần, bán chung, bán chép. Cặp chép điện này các bác bán được thấp nhất phải tầm 1,5 triệu một cặp chép này rồi. Chép điện này. Cái chung này các bác bán tầm 1,5 triệu rồi là 3 triệu rồi. Con bát này phải bán tầm 3 triệu nữa các bác một cặp này. Đó. Mà có 5 triệu cả thùng, vách siêu đẹp như này. Đó, cặp này thì công suất em nhớ không nhầm 120 W một thùng. Đúng rồi, 120 W một thùng, trở kháng là 8 ohm, rất dễ ghép các bác nhá. Góc cạnh rất đẹp luôn các bác. Đó, chưa hết các bác nhá. Bát 30 nữa đây các bác, cứ bình tĩnh đi các bác, nghe giá này bắn ghế các bác nhá. Em thanh lý các bác ơi, nghe giá rẻ bắn ghế luôn. Cái cặp đờn ông 106 này bình thường nó khoảng 9 triệu với 8 triệu các bác nhá. Nó hai con chép 16 ohm nối song song với nhau thành 8 ohm này các bác. Tép cực kỳ hay luôn, nó tép giấy. Con này các bác biết không, tiếng nó giống loa Belvox của Nhật Bản, à của Đức các bác. Loa Nhật nhưng chất âm của loa Đức các bác nha. Chứ con SC106 và 306 đây các bác. Đây các bác, đàn anh em mà nó hết đây các bác nha. Đó, 306 và 106 đều sử dụng cấu trúc như nhau và khác nhau một cái thùng gỗ lạng, cái thùng simili. Cái cặp thùng gỗ lạng này ngày trước toàn 9 triệu thôi, bây giờ để các bác giá 5 triệu các bác giật mình bắn ghế luôn. Em thanh lý các bác nhá, 5 triệu đồng thôi. Góc cạnh luôn, em loa đẹp xuất sắc các bác nhá, lại còn vế trái phải đối xứng nhau luôn các bác. Đấy các bác, chỉ có 5 triệu đồng thôi các bác nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, chưa hết các bác nhá. Bây giờ các bác đi tìm đâu được một cái loa chưa đến 6 triệu mà 77 Hz không các bác. Đấy, em quay ba cái loa đây các bác, nhìn ba cặp loa này mà em nói chưa đến 6 triệu thì các bác bắn ghế luôn các bác nhá. Đó. Em Dũng nhấn mạnh các bác là em Dũng không giật tít, không câu view. Quay đây là quay để các bác mua về các bác nhá. D77Hz thì bắt đầu mua nhanh thì được thôi, bởi vì là bọn em mỗi thứ này chỉ có 1 đến 2 cặp trong video này thôi. Mỗi thứ có 1 đến 2 cặp, có thể có cặp có 2 cặp, ví dụ cặp 77Z thì có 2 cặp kìa. Còn cặp 77X kia chỉ có đúng 1 cặp đang mở các bác. Đánh quá hay luôn các bác nhá. D77Hz này em để các bác giá 5,8 triệu này các bác nhá. Các bác mua một cặp bát này, bát bằng carbon này các bác đã tầm 4 triệu rồi các bác. 5,8 triệu cả cặp này thôi, chép zin nguyên bản các bác nhá, cực kỳ hay luôn các bác. 5,8 triệu rồi, giá quá rẻ các bác ơi. Thùng đen 230W, trở kháng 6 ohm, vừa nghe vừa hát các bác nhá, quá rẻ các bác nhá. Đó, quay nhanh các bác để các bác thẩm các bác ạ. Các bác thẩm định một cái lô hàng này em để các bác giá cực kỳ rẻ các bác nhá. Đời nông tiếp 306 các bác nhá, giá bắn ghế luôn. 5,5 triệu các bác nhá, thùng vách siêu đẹp luôn các bác ạ, góc cạnh luôn. 5,5 triệu được các bác ơi, bát 30 4 đường tiếng. Các bác nghe này, cặp loa 7,5 triệu đánh này, D77X mà các bác chứng danh luôn. Sony các bác, 3.3. Tiếng quá hay các bác ạ, đánh vào con âm chiếc điện thoại Oppo các bác. Chưa phải điện thoại Samsung hay điện thoại iPhone các bác nhé, mới chỉ Oppo thôi mà tiếng lại hay như vậy rồi. Đó, nếu các bác có những đường tiếng tốt, những cái đường tín hiệu tốt thì không biết nó hay nào nữa các bác. D77X có ngon bổ rẻ các bác chơi, những cái cặp loa Nhật này toàn những cặp tiếng hay được các bác. Này 055 tưởng nữa này, một cặp nữa này, hai cặp này các bác. Cũng có 5,5 triệu một cặp thôi, bát 30 các bác nhá. Quá hay luôn các bác ơi. Cặp hiếm này, 050FX này, cặp này có thời điểm lên đến 12 triệu một cặp các bác nhá. Cặp này mới là hiếm này các bác nhá, bây giờ nó cũng rẻ rồi các bác. Đó, bát 30. Đó, con này thì nó sử dụng gân lụa mềm mềm như lụa các bác ơi. Đó, gọi là gân lụa, loại gân mềm nhất rồi các bác. FX50 này các bác, nó là cặp loa ở cái tiền tố AV. Đó, một số hãng có chữ loa AV. Ví dụ như là 1080, ví dụ như là D77X AV các bác. Những cái dòng AV này, những cái dòng mà nó có cái công suất lớn hơn các bác nha. Đó, cái thằng FX50 này em để các bác giá rất là tốt luôn, 300W này các bác nhìn nữa. Bình thường nó khoảng độ 9 triệu, có thời điểm lên 11 triệu cặp này. Em để các bác giá cặp này chỉ 7 triệu thôi các bác nhá. 7 triệu đồng thôi các bác nhìn này. Đấy, giá 7 triệu đồng thôi, giá rất rẻ các bác nhá. Sony G5 siêu đẹp này, thùng vách siêu đẹp này, 6,5 đồng được các bác nhá. Này, băng dính chưa bóc này các bác, mà nó góc cạnh như này. Các bác đẹp sáng như này các bác. 6,5 đồng thôi, rất rẻ các bác nhá. G5 cái căng đầy đủ luôn. Bát 30, chưa vệ sinh các bác nhá. Cặp này chơi quá ngon luôn, 6,5 đồng Sony G5. Em báo giá nhanh các bác nhá. Các bác các bác hãy xem cái biển của em đây. HS58 màng nhôm, bát 25. Cái cặp này lực các bác nhá. Cái này là 70W, 91 dB, tiếng bát cực kỳ lực luôn. Tiếng bát cực kỳ lực các bác nhá, lực như loa ngang hố các bác. Cặp này để các bác giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. 3 triệu đồng cặp bát 25 thôi các bác nhá, màng nhôm. Đó, chép nhôm, trung nhôm, bát nhôm các bác. Hơi lóm rốn một chút các bác. 3 triệu đồng thôi, giá quá rẻ các bác nhá. Chưa hết các bác nhá. Ở đây nữa một cặp chưa đến 5 triệu đồng mà cũng là màng nhôm bát 30 dòng cuối số của nó các bác ơi.
dòng 505 này các bác, ST505 này các bác, dòng cuối số của dòng roi sâu các bác nhá. Đấy, loa roi sâu, loa hiếm các bác, loa roi sâu các bác nhá. Đó, bát 30 màng lụa đó, nhưng mà có 4,5 triệu rồi các bác. Bát 30 màng gân lụa, màng nhôm các bác nhá, đánh cực kỳ hay luôn, đánh nảy tí tách tiếng bát uy lực, mà giá chỉ có 4,5 triệu rồi các bác. Đây, 4 triệu đồng này, 590 cuối số tiếp này, 590 cuối số của dòng đầu năm này các bác nhá. Đó, vừa nghe vừa hát được luôn, Victor à, LOD các bác, vừa nghe vừa hát được luôn, bát rất là khủng, củ từ rất to luôn. 4 triệu đồng các bác, bát 30 quá rẻ những cái lo này, góc cạnh siêu đẹp luôn. Đó, tiếp tục các bác nhá, Onkyo D5 các bác, cặp này cái trước toàn 7,5 triệu 8 triệu luôn các bác. Bây giờ các bác mua cặp này cũng chỉ có 4,8 triệu rồi, chưa đến 5 triệu các bác nhá. Bát 27 luôn các bác, mua nhanh cặp này chữ đỏ, chất lượng luôn, 4,8 triệu các bác, giá quá rẻ các bác chơi rồi. Cặp D5 này, Pioneer 570 này, rồi thì Sunsui V100 này. Đó, và Pioneer SX1 Pioneer S170, những cặp loa bát 25 cực kỳ hay, cùng nặng của Nhật Bản các bác nhá. Đó, điểm danh luôn, Onkyo M3 nữa, những cặp loa bát 25, 27 chất âm cực kỳ hay các bác. D5 chữ đỏ các bác nhá, 4,8 triệu rồi các bác, khỏi phải lăn tăn các bác nhá, để các bác giá rất rẻ, mặt xanh các bác, cây căng đầy đủ các bác, cây căng xanh các bác nhá, cực kỳ rẻ các bác, góc cạnh siêu đẹp luôn. Nói chung em để các bác giá 4,8 triệu, giá quá rẻ các bác nhá. Đó, vừa nghe vừa hát rồi luôn, nghe nhạc rất lực các bác. Đây này, 73D này các bác, cặp này mới đét lên đẹp luôn này các bác, thùng lâu màu gì nhỉ, màu ốc chó các bác, rất đẹp luôn, chép nón vàng các bác, lòng vàng, 73D các bác nhá. Cái cặp này ngày trước toàn là 9 triệu mấy, em để các bác giá 6,8 triệu các bác nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, 6,8 triệu này các bác nhá. Đây là dòng loa hiếm của nhà đầu 7, nó có 77 này, 73 này, 73D lòng vàng, rất là hiếm các bác nhá. Đó, rất hiếm luôn. Đó, công suất vẫn là 230W, vừa nghe vừa hát các bác nhá. Đó, và ở đây có một cặp nữa, em để các bác giá cực kỳ rẻ luôn đây các bác. Đây các bác nhá, Pioneer CS9001 đây. Cặp này cũng là hàng khủng, ngày trước toàn 12, 13 triệu cặp này đây. Bây giờ để các bác giá 8,5 triệu thôi các bác. Các bác nhanh tay các bác nhá, sở hữu loa chất của nhà Pioneer. Đó, sở hữu loa chất Pioneer 8,5 triệu đây các bác. Rất rẻ hơn mới đét luôn. 8,5 triệu rồi các bác nhá. Đó các bác, chưa vệ sinh đâu, góc cạnh đẹp luôn. Đó các bác, cặp này để nghe nhạc khỏi nghĩ rồi các bác nhá. Dòng này để nghe nhạc khỏi phải nghĩ rồi các bác. 9,1 triệu, 8,5 triệu rồi, giá rất rẻ, ê căng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đó. Đấy, còn trên đây em có mấy cái cặp của Diatone này, Diatone 503 các bác nhá, Diatone 503 đây, vừa nghe vừa hát, mang carbon cao cấp của nhà Diatone đây. Đấy, riêng Diatone thì có cặp loa này là cặp loa nghe hay này các bác. Cặp này với DS1000, DS2000, DS505 nó cũng sử dụng cái kiểu mẫu bát kiểu dạng này các bác. Tiếng rất hay luôn các bác nhá. Và đánh cực kỳ sâu luôn. Trung cao cấp và chép rất cao cấp, trung đôm chép đôm, góc cạnh siêu đẹp luôn. Đấy, những cặp loa này bán giá thành lý nhưng mà góc cạnh siêu đẹp các bác nhá. Rất đẹp các bác chơi luôn. Cặp này bình thường khoảng 11,8 triệu, để các bác giá 8,5 triệu các bác. Giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn. Nặng như đá luôn các bác, cặp này rất nặng luôn, 100W một thùng. Đó, ê căng đầy đủ, em để các bác giá cực kỳ tốt các bác nhá. Là 8,5 triệu thôi. Đó các bác. Đây V100 chữ đỏ này các bác. Trong cái dòng loa Nhật nó sẽ có khoảng 6 cặp loa bát 25, 27 hay. Em sẽ kể tên các bác, những cặp em kể tên các bác nhá. Đầu tiên ý, nó là hay nhất ý, nó là Pioneer S570, xong đến Onkyo M3, xong đến cái thằng Sunsui SV100 này, và S170. Đó, và D5 kia, D5 chữ đỏ kia em vừa nói các bác, vừa quay các bác, có 4,8 triệu thôi. Và tiếp nữa là một cặp nữa đến từ thương hiệu Yamaha, đó là Yamaha NS200 Monitor. Đó, và một số cặp nữa em không kể hết được. Ở Victor thì có con Zero 30 file. Đó, Zero 30 file bát màng trắng các bác. Thì những con loa đấy rất là hay các bác nhá. Trong cái tầm tiền nó rẻ, nó chưa đến 5 triệu thì thật sự các bác đi kiếm những cặp loa này rất là hay các bác nhá. Con SPV100 này cũng thế, giá 4,5 triệu các bác nhá. Những cặp loa này dòng loa hiếm cặp. Onkyo còn một cặp nữa, cặp M88 chữ đỏ nữa các bác. Cũng là những cặp loa nó hay kiểu như này. Đó, những cặp loa bát 25 rất là hay luôn, màng lõm. Con này củ của nó như thể là củ của... Cái củ này các bác tháo ra nó gấu kiểu như thể củ của thằng... Thằng gì nhỉ? Thằng Pioneer S180 các bác. Nó xương đúc nó kiểu như Pioneer S180A. Củ rất gấu luôn các bác nhá. Củ loa phía trong các bác. Cái thiết kế rất là giống luôn. Tiếng bát đánh rất sâu các bác nhá. Đó. Lỗ thông hơi nó có cái dạng ma trận này các bác.
Đó, đây là bẩn các bác nhá. Này, đây là bẩn vệ sinh là sạch các bác nhìn đúng không ạ? Bằng dính nó dính vào các bác. Ê căng đẹp xuất sắc luôn. Đó, em sẽ vệ sinh sạch sẽ các bác cặp này để có 4 đồng rưỡi rồi các bác nhìn con chép nó này các bác. Công nghệ đó, chép của nó các bác. Nó tráng một lượt titan lên cái màng lụa các bác nhá. Đó, tại sao tiếng nó hay các bác. Công nghệ rất là chất luôn. Còn FVV100 này giá 4 đồng rưỡi rồi, ngày trước toàn 7 triệu cặp, những cặp như này các bác rất là rẻ luôn. Còn qua đây nữa đây các bác, để báo giá nhanh các bác một lô hàng Nhật ở đây để em kết thúc cái video này. Pioneer CS F75 các bác, bát 30 đây. Cặp này ngày trước cũng rất là đắt, toàn trên 11 triệu. Bây giờ cặp loa này nó có 7 triệu đồng thôi các bác ơi. Nhấn mạnh các bác nghe lại giá các nhá. Cặp này bây giờ 7 triệu đồng thôi các bác. F75, nó một bát 30 của Pioneer, một chung giấy và một chép kèn các bác nhá. 7 triệu thôi các bác, giá rẻ như bát 25. Rẻ ngang cặp CSA7 cách đây 2 năm trước các bác ơi, giá quá rẻ rồi. Còn đây là cặp bát 30 dòng Chio 7001, bát 35 không phải bát 30 các bác nhá. Đó. Cái thằng này thì em để các bác giá rẻ này các bác. Đây những cặp loa mà nặng như đá luôn. Đó, nhưng mà có thể lên vừa nghe vừa hát được, tiếng nó như Onkyo M6 các bác. Tiếng nó xem xem như vậy các bác nhá. Nhưng mà nó rẻ các bác ạ. Giá 4 đồng rưỡi các bác ơi, giá cực kỳ rẻ. Một con chép. Đó, một con mít chép giấy dạng lớn các bác nhá. Và một con bát 30 khủng. Đó, bát thì các bác thắc mắc là hai cái màu rốn nó hơi khác nhau một chút các bác. Cái này do thời gian các bác nhá. Một bên hơi xanh, một bên nó hơi nâu các bác nhìn ạ. Đó, do màu thời gian thôi chứ không ai sơn màng lên đây các bác ạ. Nó zin nguyên bản về như vậy các bác. Đấy, để các bác giá cặp này 4 đồng rưỡi thôi. Ê căng đầy đủ luôn. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu lấy những cặp loa chất của Nhật Bản thì nhắn tin cho em. Cái video clip này em sẽ thanh lý hết tất cả những cặp loa trong này. Và giá những cặp loa này, mỗi cặp chỉ có một cặp thôi, đến hai, một số mẫu có hai cặp em báo luôn các bác. Nên là nhiều cặp mà em bán mất rồi, các bác nào mà không mua được thì cũng đừng trách em các bác nhá. Đó, và cuối video có một cặp nữa, đây là cặp nghe nhạc chất lượng, âm thanh rất cao cấp các bác nhá. À, dòng này nó sẽ là những cái dòng ở cái loại loa đời cao của nhà Kenwood. Nó dòng loa đẳng cấp các bác nhá. Cái dòng này có người ta bán những cái cặp loa M5 này của nó, LS M5 các bác. Đây các bác. Đấy, LS M5 các bác. Dòng M5 các bác nhá. Riêng cặp M5 này trên thị trường có những người ta bán đến 10 triệu các bác nhá một cặp này. Em để các bác giá rẻ lắm các bác nhá, 4 đồng rưỡi rồi các bác. Siêu đẹp luôn, loa là siêu đẹp, đầy đủ ế căng các bác. Đó các bác. Đó các bác, cực kỳ đẹp các bác nhá. Rốn này nhào một chút em lôi ra các bác. Đó, hôm trước nó em lôi ra các bác. Nó bị nóm vào vừa hút ra các bác. Nhưng mà zin nguyên bản hết các bác nhá, chất lượng luôn. Các bác nhìn con chép đây ạ. Con tép này đáng đồng tiền các bác nhá. Cực kỳ hay luôn. 4 đồng rưỡi rồi, cặp loa bát 27 màng carbon các bác, giá quá rẻ các bác nhá, chung 16 màng carbon luôn. Tách đường tiếng ra để các bác mua có hiệu giá như vậy rồi các bác nhá, rất là rẻ luôn, thùng vách siêu đẹp. 4 đồng rưỡi cặp loa chất lượng này các bác nhá, nghe nhạc khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Đó. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em. Cặp này của nó công suất của nó là 150W một thùng cơ. Công suất lớn các bác nhá. Đấy, em xin kết thúc video tại đây. Mọi nhu cầu mua sắm các bác nhắn tin cho em qua hai số trên. Xin kính chào các bác.